Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Buổi trưa ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5. Thời tiết ở Hà Nội thì rất là nóng, nhưng Xuân Đỉnh thì vẫn mang một cái tiêu chí là tò mò với những cái cặp loa khủng của hãng Diatone. Trên hôm nay thì xin mời quý vị cùng với Xuân Đỉnh khui cái cặp loa để xem nội thất bên trong của loa nó khủng như thế nào. Mà cặp loa Diatone này nó có cân nặng đến tận 29 cân một thùng. Đấy. Thì hôm nay Sơn Đình sẽ mời anh em cùng chiêm ngưỡng nội thất bên trong của cặp loa. Và đặc biệt là cái mức giá thì Sơn Đình vẫn bán cho anh em là một cái mức giá rất là mềm. Với cái cặp Diatone 1000HR này thì Sơn Đình sẽ nói rõ với anh em là bán rẻ nhất Việt Nam luôn. Bên cạnh đó thì Sơn Đình sẽ quay cho anh em cũng như bán cho anh em một cái cặp loa bát rời của hãng Pioneer. Cặp này là bát 20 năm để cho quý vị về nắp ghép trên các cái thùng loa của nhà mình, hoặc là các vị có thể đóng loa mới mà thiếu loa bát thì quý vị sẽ mua những cặp loa bát của Xuân Đình. Sẽ quay luôn về cặp loa bát này trước để cho anh em tiện theo dõi. Cặp loa bát này là bát 20 năm, gân của nó là gân vải lụa. Gân vải lụa rất mềm, màng của nó là màng giấy, rốn của nó là rốn nhôm. Đấy. Màng nó có dập sẵn là màng FB luôn quý vị nhé. Bát của nó là bát 20 năm, lỗ ngang tức là chiều ngang, lỗ hai lỗ là 18,5. Còn chiều dọc tức là lỗ chéo, chéo tức là dấu chéo này, là chuẩn 26. Xuân Đỉnh báo như vậy để cho quý vị biết để nắp ghép trên thùng của nhà mình. Cặp bát này thì nó rất là đẹp và nguyên zin tuyệt đối. Đây, rốn của nó là rốn nhôm nhé, không có móc méo gì cả. Gân zin, màng zin, côn màng đều zin tuyệt đối luôn. Củ rất là to. Với những cặp loa bát này thì các bác về chế cháo cũng như nắp thêm với cái bộ phân tần và những cái bộ loa của nhà mình để cho nó có hiệu quả hơn. Và đây là những cặp loa bát loa bãi của hãng Pioneer, chứ không phải là những dòng loa cỏ hay là những dòng loa tàu gì cả. Đấy. Đặc trưng của củ loa Pioneer nó có ký hiệu là cái giống như cái chữ ôm. Đấy. Bác nào mà đã chơi về loa Pioneer thì các bác biết. Tiện đây thì Xuân Đình cũng có chia sẻ thêm một chút với các bác, tại vì cũng có rất nhiều bác thì hay hỏi là sao củ loa nó không dập chữ Japan. Thì nó tùy từng model sản xuất cũng như tùy từng đời, tùy từng hãng. Như dòng Pioneer thì đấy, các bác có thể thấy rõ là củ loa nó không ghi cái gì cả, nó chỉ dán mỗi miếng giấy ôm. Đây là đặc trưng của cái loa Pioneer rồi, cái đây là cái logo đặc trưng của hãng Pioneer nhé. Đây, quay này quý vị nhìn thấy rõ này, đây là logo đặc trưng của Pioneer, chứ không có ghi hay là không có in một cái chữ gì ở đây cả. Nhưng mà nó khác biệt rất là nhiều, củ nhái, củ tàu nhìn nó khác. Còn đây loa bát nó đã dập rõ cả chữ màng FB ở trên cái màng loa bát, mà đặc biệt là cái phần gân. Quý vị để ý cái gân vải lụa này thì không phải là ở Việt Nam mình có nhiều, mà muốn thay được cái gân này ấy thì quý vị phải biết là phải bóc từ một cái loa khác ra thì nó mới có gân lụa này, chứ bình thường mình rất là ít và rất hiếm. Vì đặt những cái này thì toàn ở bên Nhật đấy nó mới có thôi. Và cái gân này thì nó cực kỳ là bền. Nếu như nếu mà nói về cái cặp loa bát này thì cái gân này nó phải tính chục năm thì mới phải tính, vì nó là gân lụa mà. Rất mềm, côn màng rất tốt. Cặp bát 2 năm này Xuân Đỉnh bán cho anh em với mức giá là 2.500.000 đồng. Loa bãi của hãng Pioneer rất là nổi tiếng rồi. Mức giá là 2.500.000 đồng quý vị nhé. Củ loa không ấy, rất to. Giá 2.500.000 đồng. Tiếp theo nữa thì Xuân Đình sẽ đi vào vấn đề chính, đó là giới thiệu tiếp cho anh em cái cặp loa mà Xuân Đình rất là tò mò, vì kích thước của nó thì rất là gọn gàng mà sao nó lại nặng đến như vậy. Cặp loa này thì nó có chiều cao là 64, chiều ngang là 36,5 và chiều sâu là 32,5. Đấy, nó rất là gọn gàng. Nhưng ngược lại thì cái trọng lượng của nó thì khá là khủng, nó đến tận 29 kg một thùng. Cho nên Xuân Đình đang tò mò tháo để kiểm tra xem là nó có những cái gì bên trong nó nặng đến như vậy. Thì đây thì sẽ mời anh em xem về cái nội thất. Đầu tiên là cái củ loa bát. Dòng này loa 3 đường tiếng, bát của nó là bát 27. Toàn bộ củ xương đúc, anh em có thể nhìn thấy rõ này.
Nếu như mà đường kính của cái loa này thì cái củ này nó khoảng tầm là 18 cm. Xương đúc của loa nó gấu như này. Nên tại sao những cái hãng Diatone này nó thiết kế về rất chú trọng về cái cấu hình của loa. Dập khuôn nổi là Diatone luôn. Đấy, có những cái hãng của Nhật thì nó ghi rõ là Japan đây. Made in Japan. Củ loa này anh em có thể nhìn thấy rõ này. Kinh khủng. Củ này thì một củ này không thì nó nặng khoảng tầm 5-6 cân. Một củ không nhé. Chứ không phải là nói gì đến loa bát, thùng loa gì cả. Nó nặng bằng một chiếc loa Buxell. Đấy, củ to vật vã như này. Côn màng thì đảm bảo một cái vị là zin 100% nhé. Thì vì hôm nay Xuân Đình đang rất tò mò tháo ra xem cái củ nó khủng đến mức độ như thế nào. Mà tại sao loa nó làm nặng đến như vậy. Đấy. Đây trên này còn một chiếc nữa này. Riêng hai cái một đôi bát này nó phải nặng tầm chục cân rồi. Gân rất là mềm. Gân của nó là gân cao su. Bình thường thì dòng này nó là gân vải. Gân của nó chính zin theo loa nó là gân vải, nhưng mà vì thời gian cũng như cái gân này nó bị ải, nó cứng quá rồi thì Xuân Đình sẽ thay gân khác để cho cái độ đàn hồi của cái loa bát này nó tốt hơn, nên cái tiếng bát này nó sẽ ra rất là lực. Nên là anh em khi đã được thay gân rồi thì cái chất bát của những dòng Diatone này sẽ rất là nặng và đánh rất là căng. Cặp loa này thì cho phép quý vị là nghe nhạc và hát karaoke thoải mái. Và cái cấu hình bát của nó là bát 27 xương đúc nặng như thế này thì quý vị cũng biết được nó chịu đòn rất tốt rồi. Đây là cặp loa bát quý vị nhé. Tiếp theo đến loa chung. Đây. Anh em thấy nhìn thấy cái của chung nó kinh khủng nhá. Của chung này nó đặc sệt luôn. Nó to vật vã. Đấy, chung đôm. Chung này là chung 16 16 cm. Nhưng riêng cái củ chung này nó cũng phải tầm 3 4 cân. Rất to, rất nặng. Đấy, Made in Japan, đây là củ chung. Và đây là củ tép. Toàn bộ đều là củ xương đúc hết. Tép đôm, chung đôm, tép đôm. Made in Japan. Và đây thì bên trong của thùng. Thứ nhất là cái chất gỗ nó rất là dày. Đấy. Chất gỗ rất là dày dặn. Thùng của nó thì anh em có thể thấy rõ là toàn bông sợi tiêu âm. Tại sao thì cái hãng Diatone này thì họ sản xuất ra loa rất nhiều những cái cặp loa không có lỗ thông hơi. Thì ngược lại thì đây là do nhà sản xuất và người ta cũng tính toán rất là kỹ càng. Thì anh em biết đến là nếu như không có lỗ thông hơi thì họ sẽ thiết kế bên trong rất là nhiều bông sợi. Đấy, bông sợi này nó có nhiệm vụ là tiêu âm. Đấy, anh em có thể thấy rõ là bên trong rất là nhiều bông sợi nhé. Và đây anh em có thể thấy rõ là cái mảng phân tần toàn bộ tụ nó rất là to. Cái này thì nó có hai mảng phân tần riêng biệt, bên đây mảng, bên này mảng. Quay thì nó hơi khó tại vì là bên trong nó toàn bông với sợi nhiều quá mà nó rất là to nhá. Tụ nó to bự luôn, tụ nó thì như cổ tay ấy, chứ không phải là cái loại tụ bé tí ti đâu. Đây có cả tụ nhôm này, bên trong cái mảng phân tần nó sâu đến tận bên trong tít trong góc kia. Đấy là cái nội thất bên trong của cái cặp loa Diatone 1000HR. Thì những cái dòng này khi đã được thay gân bát rồi thì nó không kén về âm ly. Quý vị chỉ cần chơi những chiếc âm ly sân xui 6 này 7 trơn thôi, nó chỉ có chưa đến 5 triệu à, đánh tốt những dòng loa Diatone này rồi. Hoặc là những dòng Pioneer thì anh em chỉ cần chơi những chiếc Pioneer 8800 thường à, đánh những dòng này rất là hay. Đấy. Riêng về củ loa thì nếu như tính ba cái củ bát, củ chung, củ tép này thì nó phải tầm mấy chục cân. Ba cái củ này không đã phải tầm chục cân rồi quý vị nhé, chứ không phải là nhẹ nhàng như đâu. Còn riêng với cái tầm thùng này mà chất gỗ anh em để thấy nó rất là dày này. Đấy. Gỗ này thì làm đến tận 5 7 phân như này, nó rất là dày. Nên cái gỗ này nó rất là bền. Diatone 1000HR. Đây là cái nội thất bên trong mà Xuân Đình đã vừa tháo ra cho anh em. Ê, căng cước thì còn đầy đủ tem mác luôn. Căng không được xuất sắc cho lắm nhưng căng này căng khung nhựa. Cái này nó hơi bẩn một chút thì anh em có thể về giặt qua nó đi để nó sạch.
chứ không phải là quá xấu gì cả. Và với cặp mà Diatom DS1000HR này thì Xuân Đình chỉ bán cho anh em với mức giá là 7 triệu đồng. Cam kết với quý vị là rẻ nhất Việt Nam. Cặp loa còn khá là đẹp. Đây là cái thông số ở đằng sau. Diatom 1000HR có trở kháng là 6 ohm, công suất max của nó là 180W một loa, dài tần từ 35 đến 40.000 Hz. Thùng nó nặng dày kinh khủng. Vỏ của nó thì vỏ gỗ màu cánh gián, nhìn rất là khỏe khoắn, căng cước còn đầy đủ. Loa bát 27, trung đôm, tép đôm. Và nội thất của máy thì Xuân Đình cũng đã vừa quay cho anh em xem rồi, quá khủng luôn. Với cái tầm tiền anh em bỏ ra chỉ có 7 triệu đồng, nó chỉ rẻ bằng một cặp Pioneer CF 7000 mà Xuân Đình thường bán, mà cặp này thì nó gấu hơn rất là nhiều. Diatom 1000HR tại cửa hàng Xuân Đình bán cho anh em với mức giá là 7 triệu đồng. Và như vậy là trong clip buổi trưa ngày 22 tháng 5 thì Xuân Đình cũng vừa khui một cái cặp loa cũng như mở một cái nội thất loa cho anh em xem về cái cặp 1000HR này nó cấu hình khủng như thế nào với mức giá là 7 triệu đồng. Và một cặp loa bát 25 của Pioneer với mức giá là 2 triệu 500 nghìn đồng. Chi tiết cũng như địa chỉ để mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.